Xin chào anh em đã quay trở lại và đến với video ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một chút về những chiếc iPhone. Có thể thấy rằng là iPhone đang là dòng sản phẩm di động có sức hút lớn nhất hiện nay trên thị trường và được nhiều người dùng sử dụng hơn bất kỳ một dòng điện thoại nào khác. Trong quá trình sử dụng iPhone hàng ngày, chắc chắn sẽ có khá nhiều anh em gặp phải những phiền toái với các tính năng bảo mật của iPhone như là không nhớ mật khẩu hay là máy bị khóa do con trẻ nghịch ngợm này. Hay là vì một lý do nào đó thuộc lỗi phần mềm trên iPhone mà dù anh em đã nhập đúng mật khẩu nhưng máy vẫn báo sai, dẫn đến kết quả cuối cùng là iPhone bị vô hiệu hóa. Do đó trong video này, mình sẽ giới thiệu tới anh em một công cụ giúp cho anh em có thể phá mật khẩu trên iPhone để có thể sử dụng thiết bị bình thường. Công cụ này mang tên là iOS Mobile Unlock. Theo như thông báo từ nhà phát triển thì phần mềm này sẽ bẻ được hầu hết các mật khẩu màn hình iPhone hiện nay như passcode 4 số, 6 ký tự, Touch ID hay Face ID đều nuốt được hết. Anh em có thể tham khảo bản dùng thử miễn phí ở đường link bên dưới. Còn sau đây sẽ là những hướng dẫn chi tiết cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên chúng ta cần phải tải phần mềm về tại trang web iOS Mobile Unlock. Chọn nút thử miễn phí Free Trial là phần mềm sẽ được tải về ngay lập tức. Ấn vào file chương trình vừa tải về để bắt đầu quá trình cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, phần mềm sẽ khởi chạy. Được cái là phần mềm này không yêu cầu anh em cài sẵn iTunes trên máy và dung lượng cài đặt cũng khá nhẹ nên là anh em không cần phải lo tốn dung lượng bộ nhớ đâu. Sau khi cài đặt xong, phần mềm sẽ được khởi động ngay lập tức và anh em có thể thấy giao diện của phần mềm cực kỳ đơn giản và dễ dùng. Chỉ có duy nhất một nút bấm làm nhiệm vụ mở khóa iPhone cùng hướng dẫn rất rõ ràng là kết nối iPhone vào máy tính. Như trong video này, chúng ta sẽ cùng thử nghiệm với một chiếc iPhone 4S cũng không đến nỗi cổ lỗ sĩ lắm ở thời điểm bây giờ vì theo khuyến cáo của hãng thì phần mềm Unlock này vẫn nuốt được cả những chiếc iPhone 12 đời mới nhất luôn nên là anh em không cần phải lo. Bắt đầu với việc làm theo hướng dẫn là ấn nút Start, cắm iPhone vào máy tính. Đợi một lúc phần mềm sẽ nhận diện mã iPhone của anh em và đưa đến màn hình. Tiếp theo là xác định các thao tác nút cứng trên điện thoại để vào được chế độ DFU, tức màn hình Connect to iTunes. Đối với cây 4S này thì anh em chẳng cần làm gì cả, còn với các đời iPhone 8 trở đi thì sẽ làm các thao tác như trên chỉ dẫn của màn hình là được. Sau đó tiếp tục nhấn nút Next. Ở màn hình mới này sẽ xác nhận lại đời máy iPhone cùng phiên bản phần mềm mới nhất được hỗ trợ. Ví dụ như chiếc 4S này thì được hỗ trợ bản iOS mới nhất là 9.3.6. Chúng ta sẽ ấn vào nút Download Firmware để phần mềm bắt đầu tải về bản iOS mới nhất cho thiết bị. Trong quá trình tải về, có thể thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lỗi nhưng mà anh em đừng lo lắng, cứ ấn nút Redownload là được. Tốc độ tải thực tế khá nhanh, chỉ khoảng 5 đến 7 phút cho một bản firmware nặng 1.5GB. Hoặc trong trường hợp anh em đã tải sẵn một bản firmware trước đó rồi thì có thể bỏ qua tùy chọn tải xuống và ấn nút nhỏ Select. Rồi link đường dẫn vào file firmware đã tải rồi mở ra là được. Sau khi file firmware đã được tải hoàn toàn về máy, anh em ấn nút Verify Firmware để kiểm tra tính toàn vẹn của file firmware này. Và phần mềm lúc này cũng sẽ bắt đầu nạp firmware vào máy để thực hiện việc phá khóa. Trong quá trình phá khóa, chiếc iPhone sẽ khởi động lại vài lần và anh em cứ kệ nó, không phải làm gì hết đâu. Sau khi nạp xong, hộp thoại thông báo Unlock Successful hiện ra và bây giờ chiếc iPhone đã được phá khóa hoàn toàn và khôi phục cài đặt gốc. Anh em chỉ cần thiết lập lại các cài đặt, thêm lại tài khoản iCloud hoặc có thể bỏ qua mà nạp dữ liệu mới vào thoải mái, không còn bị dính mật khẩu nữa. Nhìn chung, đối với đánh giá nhanh của mình thì con phần mềm Mobile Unlock này sẽ khá hữu dụng đối với các anh em đáng trí quên mật khẩu hoặc cả một số anh em nào đó nữa. Lý do là bởi như đã đề cập thì phần mềm này có thể dỡ bỏ được hầu như tất cả các mật khẩu màn hình của máy, từ passcode 4 số, 6 số, vân tay Touch ID hay là Face ID đều phá được hết. Nhưng dĩ nhiên không phải là mật khẩu iCloud bởi mình sẽ hướng dẫn anh em vào một video khác. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ của bọn mình về một phần mềm có thể phá khóa iPhone mang tên là iOS Mobile Unlock. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.